Để có cái nhìn gần hơn nữa về những người lính chiến trong xung đột vũ trang biên giới giai đoạn 1984-1990, Uyên Uyên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu những bài viết của các cựu chiến binh trực tiếp cầm súng, những chia sẻ tâm sự của họ, những người trong cuộc. Gần một năm chỉ quanh quẩn ở khoảng 200 m² của trận địa 1100, ít vận động, yếu lắm, người rất gầy. Đêm đó, sau khi qua cầu Khỉ, nơi điểm nối giữa dãy 2000 và 1100, 1509, tiểu đoàn bộ hơn 10 người do tiểu đoàn trưởng là anh Đông phụ trách, đợi tôi và Trung úy Cừ là hai cán bộ cuối cùng của C1 vừa bàn giao trận địa cho đơn vị bạn là E977F31 xuống, rồi tiếp tục men theo đường mòn lên Cóc Nghè về làng Pinh. Vì yếu, lết đi cuối cùng, mọi người đi mỗi lúc một xa, chỉ còn mỗi một mình trong đêm vắng. Tôi thất thểu, lôi cây súng vừa xuôi dốc xuống làng Pinh, thì có hai lính đi ngược dốc, từ hướng dưới làng Pinh đi lên. Họ hỏi, có phải anh Phú không? Thấy lạ, rất mệt vì đói, vì lâu ngày không vận động, người yếu. Mình thủ thế, chụp hai tay hai quả lựu đạn cầu bi dắt bên sườn. Ai đấy? Trước đó một lúc, mình cũng gặp hai lính vận tải của đơn vị nào đó, có lẽ mới thay quân nên quần áo của họ còn rất mới và sạch sẽ. Lúc đầu, mình cứ nép một bên lề đường mòn mà đi vừa liếc mắt cảnh giới, những góc khuất và các lùm cây. Khi hai lính vận tải đi qua cũng không phát hiện ra mình. Khi chắc chắn an toàn, mình xuất hiện, cả hai hơi ngỡ ngàng không kịp trả lời và cũng không kịp phản ứng. Đói khát, mình lục ba lô có ý xin đồ gì có thể ăn được. Biết ý định của mình, cả hai vừa ngại và đều có ý sợ bị kỷ luật khi thiếu số lượng hàng hóa mà họ vận chuyển. Miệng nói, tay sờ tìm trong ba lô, toàn hàng đóng gói, chả biết là cái gì. Cũng may, ở túi cóc lại đầy nhóc lạc tươi. Mừng quá, tay bốc nắm lạc sống, tay gỡ quả lựu đạn cầu cho hai đứa. Chúng mày cầm lấy mà dùng, đi thế này nguy hiểm lắm, cũng cần cái để đề phòng. Vừa đi, vừa nhai hết chỗ lạc sống trong tay thì gặp hai anh này. Một cao gầy, quần áo màu xanh chưa cũ lắm, một thấp hơn nửa cái đầu, quần áo màu xanh nâu, cũng phẳng phiu. Cả hai nhìn chả giống mình, như một thằng người nộm trên sườn núi. Tụi em là vệ binh trung đoàn lên đón anh có đi được không để bọn em díu? Mình đưa cây súng và nói, lâu ngày không đi xa, hơi mệt, kệ, để mình đi. Thất thểu về đến làng Pinh thì trời vừa hửng sáng, chiếc xe gác 53 đầy áp người, chuyến xe cuối cùng của trung đoàn chở các sĩ quan của tham mưu trung đoàn đang chở mình là người cuối cùng hành quân về thị xã Hà Giang. Các sĩ quan quần áo sạch đẹp tươm tất, còn mình thì quần chỉ còn thắt lưng vải, ống thì rách tới háng, áo thì bạc phếch, còn vài ba cái cúc. Đầu tóc dài, rối bời, khô cứng, râu dài hơn một ngón tay. Nhìn đúng là lính trung đoàn 149 lúc mình vào thay quân. Hồi đấy cứ nghĩ là lính 149 lôi thôi, sau mới biết chiến trận và thời gian làm mình lôi thôi hơn, vì anh em họ chỉ nằm tối đa là 6 tháng, mình làm cho 10 tháng không rời 1100, khi rút còn vương vấn buồn. Hôm nay vừa đọc xong một đoạn hồi ký của một anh nguyên là cán bộ E của trung đoàn 981 Quang Trung, tức trung đoàn 2 An Lão, sư đoàn 3 Sao Vàng, khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở mặt trận Thanh Thủy Vị Xuyên. Qua đây mình mới có điều kiện để biết rõ rằng mình phải vùi thân đấu trí, đấu súng với bọn lính tàu tại cao điểm Bình Độ 1100, vào chiếm lĩnh trận địa 1100 là ngày 10 tháng 3 năm 1985, cho đến ngày rút khỏi 1100 là ngày 22 tháng 1 năm 1986, rút qua Cóc Nghè tầm 4-5 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1986. Mãi nhớ các anh, những người đã ngã xuống, luôn nhớ đến các anh, những người đã trở về từ những cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương.